Còn cái chiếc này nó cũng chán lắm luôn anh chị, chán lắm luôn anh chị. Tầm mấy dầu mà hai cầu 380, 390 giảm xuống còn 350, hiện tại vào giảm kinh sàn luôn 320 triệu. Đến bây giờ mà giảm nữa mà không ai mua nữa thì chắc có nước là mang về cho ta đi làm vườn luôn, khỏi bán luôn. Trên sàn hai cầu em thấy là chướng mắt, em thấy em không thích nữa là em sẽ xả lỗ ha. Và cái dòng này máy xăng hai cầu nữa cho nên rất là khỏe. Nhưng mà những cái dòng xe này á thì chủ yếu là đi gia đình thôi nha anh chị nha. Giảm giá sâu như vậy thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha. Mua rẻ. Này về rẻ không có mấy lần, rẻ nhiều nữa, xe mình hạ giá xuống này bốn em cần qua trả 400 là lụm. Cái này qua trả 400 được, lấy về cùng lắm anh lấy đi công vụ không mới đẹp. Đó, xe kia đâu rồi hả? Xe bán rồi, bán cho mà bán nợ, bán cho chùa Camry mình bán rồi các bạn, bán cho nhà chùa, nhà chùa không có tiền chùa. Mình ở đâu anh? Ở dưới Hồng Ngự á. Là cứ chạy lên chạy xuống chơi con thăm con mà. À. Xe này chập quá đúng rồi. Có chiếc Innova G nào không? Innova G đây. Tại vì sáng anh này anh có gọi điện trước là đổi đúng cái rồi. Chiếc xe. Khách hàng coi như là mua xe 5 chỗ nhưng mà xài một thời gian dạng như là chật quá. Đi đến chật quá rồi. Năm ra là muốn nâng cấp đổi lên thêm ha. Đổi lên cái dòng 7 chỗ thì nói chung nó sẽ là ngon hơn và nó rộng rãi hơn. Nhưng mà cái Hạnh kêu là mình thì mình tư vấn là nên mua những cái dòng xe mà dòng G á thì nó gia đình thì nó ngon hơn. Tại cái dòng G là thường thường là taxi. Cho nên là anh kêu là chưa có đủ tiền thì cứ xài đỡ đi. Lúc đó rồi mai mốt là sau này tới Pháp Anh lại nâng cấp dần thêm nữa ha. Thì cái đó thì tùy anh thôi. Tiếp tục xả lỗ cho anh chị một chiếc xe. Trước đây là coi như là bán là coi như là giá 390 mà riết bây giờ mà để đến từ hôm gần Tết đến giờ rồi. Để từ Tết đến giờ rồi. Bây giờ giảm xuống còn 350 thôi. 350 thôi. Và cái dòng này thì nếu mà anh chị nào mà đi gia đình á thì phải nói là tuyệt vời, tại vì dòng này là của Toyota. Toyota nhưng mà nó là thuộc là Fortuner. Đó, Fortuner nữa thì nó phải nói là đẳng cấp rồi. Thì đây nè, chiếc này nè anh chị nè. Đó, sau bao nhiêu lần để lâu quá. Nói chung là xe bên bãi em thì nó rất là nhiều. Nó bao la lắm, cho nên là những chiếc xe nào mà nằm lâu ha. Đó, để lâu là em thấy là chướng mắt, em thấy em không thích nữa là em sẽ xả lỗ ha. Nói chung là bán què vốn cũng được, nhưng mà được có cái là để quay dòng cái đầu vốn thôi. Xe này là máy xăng hai cầu. Đó, máy xăng hai cầu ha. Anh chị thấy cái form dáng không? Fortuner thì cái form dáng thì được có cái là bự to, và cái dòng này máy xăng hai cầu nữa cho nên là rất là khỏe. Nhưng mà những cái dòng xe này á thì chủ yếu là đi gia đình thôi nha anh chị nha. Nếu mà những dòng xe này anh chị chạy dịch vụ là nó hao xăng lắm. Tại vì cái dòng này là máy 2.7 thì cho nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này ít nhất là cũng phải là từ 12 cho đến 13 lít ha. Trên 100 cây, đời 2009 và giá thì bên em đang bán là 350 triệu. Thì anh chị nhìn không? Cái tướng không? Bể vẻ màu đen. Đúng là con trâu đen. Bây giờ cho anh chị vô xem sơ cái nội thất một chút xíu nè. Cái dòng này thì nó được đi là đi nó sướng. Đi sướng cái chỗ là coi như là hộp số động nè. Đi nó rất là nhàn và khỏe nữa. Còn những cái cung đường mà ví dụ lúng lầy thì có thể mình gài vô cái cầu này nữa. Làm đi ha. Nhất là anh chị nào mà những cái vùng mà coi như là đèo dốc nhiều. Ví dụ Bảo Lộc, Đà Lạt rồi đó. Thì chọn những chiếc này đi thì nó là tuyệt vời luôn. 7 chỗ ngồi rộng rãi. Mà máy xăng thì nó lại êm ha. Trang bị là 2 túi khí. Và những cái dòng xe này thì đặc biệt là xe gia đình. Cho nên là chất lượng ha. Chất lượng thì anh chị yên tâm. Còn cái tầm mà quan sát mà ngồi trên chiếc xe này á, thì nói chung là rất là thoáng và thoải mái luôn. Đó, anh chị thì cứ lên xem xe ha. Trực tiếp. Xong cái là có thể là trải nghiệm chạy thử. Đó, trải nghiệm chạy thử xong cái là được thì mình có thể là chốt mình lấy về mình đi. Thì cũng như là anh khách hồi nãy đó là nói là cứ xài trong vòng 1 năm 2 năm
đó, mình có nhu cầu nâng cấp hoặc là không đúng mục đích sử dụng nữa thì mình sẽ là đổi một cái dòng xe nào đó hợp tình hợp lý hơn ha. Nó vậy thôi, nó cũng đơn giản. Chị nhìn cái mâm nè, cái vỏ nè đó, những cái vỏ xe này là coi như là phải là coi như là anh chị xài nếu mà gia đình phải 2 năm nữa, 1.5 năm đến 2 năm. Rồi nhất là em thích nhất là cái phần cái gầm xe nè, nó rất là rộng đó. Anh em nào mà quan tâm đến những cái dòng xe như thế này thì có thể là nhấc máy alo ha. Còn màu đen thích hợp dành cho đi gia đình. Thật sự là rất là cảm ơn khách hàng luôn. Buổi trưa hôm nay là lên rất là đông, đã chốt xe cũng nói chung là cũng được 2-3 chiếc ha. Nói chung một ngày mà cứ chốt được 1 chiếc 2 chiếc là nói chung là em rất là vui. Và anh chị nào mà cứ đi ngang qua ha, có thể là ghé em mời một ly cà phê ha. Hôm nay rồi cũng là bàn giao mấy chiếc nữa ha. Còn cái chiếc này nó cũng chán lắm luôn anh chị. Chiếc anh chị nhìn tiếp cái sâu sâu bên trong kìa. Nói chung là cũng phải có là nửa năm rồi đó. Đó, cứ đậu y thinh vào đó đó. Để cho anh em là coi như là đi chợ đồ cứ chạy tới chạy lui thôi. Mà không biết là lý do sao là coi như là đợt này là bán tại là coi như là không ai gọi là coi như là không có nhu cầu, không ai có nhu cầu để sử dụng hay sao. Ví dụ những cái xe này á, em nói thiệt với anh chị là anh chị mà làm công trình ha thì chợ đồ rất là tiện nè. Thứ hai là cái đợt này nha, là coi như là mình mấy cái vườn mà sầu riêng hay là vườn trái cây á, làm vườn á, thì mua chiếc này về bảo đảm với anh chị là hơi bị ngon, chợ hơi bị ngon luôn. Anh chị thấy là bên Thái Lan không? Người ta tàn là lấy bán tại người ta chợ không à. Và đặc biệt cái dòng này á là nó là máy dầu mà hai cầu, đó, hai cầu điện luôn nha. Cho nên là đi nó rất là mạnh mẽ luôn. Thì trước đây á là bán là cũng là 380-390 giảm xuống còn 350 và bây giờ là hiện tại bây giờ là giảm kịch sàn luôn. 320 triệu là có một chiếc Mazda BT50 đời 2015 như thế này, máy dầu hai cầu nhập Thái đó. Anh chị nào quan tâm hãy nhanh tay ha, mua chiếc này về để đi vườn thì không còn gì bằng. Đây cho anh chị xem bên trong đó, sau bao lần là coi như là giảm giá riết giảm riết xong đến bây giờ còn 320. Còn nếu mà coi như đến bây giờ mà giảm nữa mà không ai mua nữa thì chắc có nước là mang về cho ba đi làm vườn luôn, khỏi bán luôn anh chị. Xe số sàn nè, hai cầu nè, đó, hai cầu điện nè, máy lạnh hoạt động nói chung là tất cả luôn, hoạt động bình thường hết nha anh chị nha. Xe xài chạy cũng rất là ngon, ngồi rất là sướng. Mazda mà BT50 máy dầu ha. Đây cho anh chị, dòng này là dòng 5 chỗ ngồi nha anh chị nha. Đây cho anh chị xem phía sau. Đây là một cái thùng đó, cái này là coi như là chở phân bón nè. Nhất là cái mùa sầu riêng này là coi như là vô vườn coi như là cắt sầu riêng cái bỏ lên chợ, hoặc là chôm chôm nè, trái cây mít này kia, nói chung là chợ tất tần tật được hết đó, rất là thích hợp luôn. Và cái thùng này nó sẽ có một cái nắp nữa nha, bên em tháo xuống thôi, chứ còn anh chị nào mua là em sẽ để cái nắp nó lên lại cho anh chị đó. Có một cái nắp bên trên nữa đậy kín cái thùng này luôn nha, cho nên là khi mà mình chở đồ là mình không có sợ mưa luôn. Nói chung là trước đây mà em nhìn mấy cái chiếc bán tại này em rất là thích luôn, tại vì nhìn nó đã lắm, nó hầm hố, nó to, nó bự. Mâm thì mâm đúc, vỏ xe thì còn rất là dày luôn. Anh chị nào lấy thì coi như là em sẽ coi như là tút tắt này, coi như là bát lại cho nó đẹp, với lại tẩy rửa ha, thay nhớt này kia, bảo dưỡng máy hết tất tần tật cho anh chị luôn. Về chị anh chị việc, chị việc là đổ dầu vô là đi cày vườn thôi. Nhìn thấy không, đẹp. Mazda BT50 đó là hai chiếc xe mà nó nằm là cũng 4-5 tháng, cho nên là quyết tâm là coi như là hạ giá. Đợt vừa rồi là coi như là bán không được là coi như là về quê làm ruộng luôn, mà bây giờ nếu mà bán không được thì chỉ có nước là mang về cho ba chợ sầu riêng với đi làm lại thôi đó. Anh chị nào mà quan tâm đến những cái mẫu xe đó, mà coi như là đợt này giảm giá sâu như này thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Bye bye.